À, em trai Hồng Lê xin chào toàn thể các bác nhà mình nha. Đấy, và trong video này thì à, là một cái video mà à, em trai sẽ giới thiệu với các bác nhà mình một cái tác phẩm cực kỳ đặc biệt à, và chia sẻ với các bác nhà mình. Đó là thời tiết ở ngoài bắc thì hiện tại đang à, rất là khó chịu. Đó là trời khí lạnh rồi, à, lại còn có mưa nữa. Nên là bác nào mà ở ngoài bắc nữa thì mình à, cố gắng là giữ gìn sức khỏe để tránh cái tình trạng là thời tiết thay đổi thì dễ gây ốm và ảnh hưởng tới sức khỏe của mình và các bác ở phía nam hay uh, ở miền trung cũng vậy thì sức khỏe luôn là một điều rất là quan trọng và bây giờ thì mời các bác theo em để uh, chiêm ngưỡng một tác phẩm một tác phẩm đặc biệt đến tổng cụ đặc biệt nha các bác nhá vâng và đây rồi ạ một tác phẩm một tác phẩm gì đây à, một đàn ngựa tám su ngựa một tác phẩm đến từ chất liệu uh, một cái chất liệu mà nhìn tới thôi những bác nào mà đam mê cái đồ gỗ thì em tin chắc rằng là các bác đều biết đây là dòng gỗ gì. Không còn xa lạ với chúng ta đó là một cái dòng gỗ rất là nổi tiếng, dòng gỗ mun sừng Khánh Hòa. Và ở tác phẩm này thì hôm nay em giới thiệu với các bác nhà mình về cái cái tác phẩm nó rất là đặc sắc. Đặc sắc ở chỗ nào, như thế nào. Nói thì nói tới cái mun sừng thôi thì đã là quý rồi và đây chúng ta nhìn thấy đây là một cái gỗ là phôi hàng gỗ gốc gỗ gốc các bác nhà mình nhá ấy thì gỗ gốc đây chúng ta nhìn thấy này đặc biệt cái chất gỗ này đây là những cái phần gai nu tự nhiên ấy cái phôi gỗ chất gỗ rất là già rồi và một cái điểm đặc biệt nữa đó là cái phôi này là ôm đá tự nhiên Đấy đây là mũi phiến đá này ôm ở cái phần gốc ấy khi mà mọc cây nó mọc ra thì có cái cục đá ở gốc cây thì chúng ta cũng đã thấy rất nhiều ở khu vực đồng bằng chúng ta cũng thể thấy được ở những cái cây uh, những cây cổ thụ thì cũng thường sẽ có và đây chúng ta nhìn thấy đây em sẽ quay sát lại gần đây cho các bác nhà mình cùng thấy nhá đây này nó ôm vào đây này cái chỗ này thì em chỉ làm sạch sơ qua thôi còn đây em vẫn để cho nó tự nhiên Đấy. để cho tự nhiên và một điểm đặc biệt nữa của tác phẩm này là cái phôi to và làm lên được tác phẩm như này cái độ liền khối và môn sừng cái gốc toàn độ liền khối lên đến 98 phần trăm cho tác phẩm này thì thực sự với các bác nhà mình nó là quá là đỉnh cao rồi à, lát nữa em sẽ đọc kích thước của tác phẩm sau và với một cái phôi nó đặc biệt cái chất gỗ nó quý như vậy thì chúng ta đang được nhìn thấy các bác nhà mình đang được nhìn thấy một tác phẩm mà độc rất là sắc nét một tác phẩm mã đáo thành công với kích thước chiều cao của tác phẩm là 65 Chiều dài của cầu này là 1m22 Và chiều sâu là 35 Thì ở đây sẽ có uh, Em trai Hồng Lê cũng chia sẻ luôn các bác nhà mình Đấy là ở đây có một cái điểm này này Cái tán tùng này Là em ghép từ đây ra đây Đấy, Nguyên cái tán sẽ ghép từ đây chạy ra đây Đấy. Đấy, Nguyên cái tán này Để cho cái bối cảnh nó trở lên hài hòa hơn à, Và một cái điểm nữa Thì em ghép vào ở dưới phần này ừ. Thì các bác rất là rõ Chỗ này nó hơi tối này đây này đấy như là một cái rễ thêm vào đây để cho cái độ uh, mình có cái độ nó kênh lên nó vừa vừa vặn với tổng thể của tác phẩm vâng và vừa rồi là giới thiệu uh, sơ qua qua và các bác ngắm tổng thể của tác phẩm và kích thước là cao là 65 ngang là 1 m 22 sâu là 35 bây giờ chúng ta uh, ngoài cái phôi gỗ là gỗ gốc này chất gỗ có nu này ôm đá tự nhiên các bác nhìn thấy ôm đá tự nhiên này và có những cái phần lũ ở đây nữa các bác nhìn thấy hàng gốc muôn sừng thì không bao giờ tránh được những cái này và cũng vì có những cái điểm như thế này thì lại làm lên một cái tác phẩm mà nó mang cái tính tự nhiên mặt trên là sẻ phay đá và bây giờ em sẽ quay sát lại gần cho các bác nhà mình cùng ngắm cùng ngắm cái đàn ngựa này rất là đẹp em gọi là đàn ngựa tên tác phẩm là mã đáo thành công các bác nhìn thấy đấy em sẽ quay để cho các bác chiêm ngưỡng nha. đấy các bác nhìn thấy chưa? những chu ngựa đục tơi tách ra được hoàn thiện rất là kỹ, mịn màng, mịn màng đẹp luôn. bao đẹp bao phê cho các bác nhà mình. và em sẽ quay cho các bác ngắm và tranh thủ để em cũng chia sẻ với các bác nhà mình. có thể là nhiều bác là lần lần đầu mình xem cái video này thì chưa biết tới tượng gỗ nguyễn hồng và chưa biết là liên hệ từ đâu thì bên em là tượng gỗ sở nguyễn hồng ở làng nghề nổi tiếng đông giang lương điền cẩm giang hải dương một cái làng nghề mà chuyên điêu khắc những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ từ sơn liệu gỗ gốc cây quý hiếm và các bác có thể liên hệ với bên em theo số điện thoại là của em trai hồng lê 0966336318 hoặc là em trai phạm hoàng 0789 336318 ngoài ra còn số của em uyên và em trang nữa Đấy nhưng mà tạm thời là em để hai cái số đấy để cho em Hồng Lê và Phạm Hoàng là chủ yếu thôi. Đấy, và quay lại một lần nữa để cho các bác nhà mình ngắm, nãy là em quay cái mặt uh, chính diện, chúng ta có thể nhìn thấy những chú ngựa này. Nhưng mà khi em quay góc độ chéo, chúng ta nhìn thấy này em có thể đưa tay được vào đây này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đưa tay vào đây, đưa tay ở đây, có nghĩa là những chú ngựa này sẽ có cách khoảng cách cách nhau một khoảng tầm 8 cm này, 8 đến 5 cm tùy từng điểm. Và các bác nhìn thấy có nghĩa là chúng ta khi mà nhìn thực tế ở bên ngoài Nó sẽ có một cái độ tươi Có một cái độ tươi của tác phẩm đấy, Độ kênh bong ra Tươi và kênh bong của tác phẩm ra có Các bác nhìn thấy đấy Điểm này này Đây khi em quen đây Em đặt tay vào đây Chúng ta nhìn thấy chung ngựa này tách nhau ra này Đấy Thì đây là một cái điểm Ở một cái tác phẩm đặc biệt một tác phẩm mà uh, chất lượng cao một tác phẩm giá trị từ phôi gỗ cho tới nét đục và ở tác phẩm này chúng ta nhìn thấy khi vào nhìn vào tổng thể chúng ta thấy được cái độ hài hòa cái độ dài của phôi gỗ cũng là một cái điểm mà uh, rất là tuyệt vời để có thể tạo lên một tác phẩm mang uh, độ hài hòa như thế này dài là một m hai mươi hai vâng và bác nào mà muốn uh, chiêm ngưỡng kỹ hơn thì có thể À, liên hệ với bên em để bên em sẽ gửi cho các bác thêm cái hình ảnh ở các góc cạnh khác nhau để các bác chiêm ngưỡng để trước khi là quyết định đưa ra là có hữu duyên với tác phẩm hay không và mỗi tác phẩm như thế này thì bên em sau khi hoàn thiện xong thì sẽ làm một video giới thiệu các bác nhà mình thì ngoài cái việc có thể hữu duyên với các bác nhà mình thì cũng là một cái tác phẩm mà rất là đẹp rất là tâm huyết uh, với uh, tác phẩm và đưa lên để chúng ta các bác cùng với niềm đam mê để có thể chiêm ngưỡng có thể sở hữu được À, những tác phẩm đẹp một cái chia sẻ à, Vâng và bác nào mà chưa đăng ký thì nhớ là đăng ký nhớ là theo dõi tượng gỗ Nguyễn Hồng của bên em để siêu uh, ngưỡng nhiều hơn những tác phẩm đẹp hơn nữa các bác nhà mình nhá à, em trai Hồng Lê Tượng gỗ sồi Nguyễn Hồng tác phẩm với chiều cao 65 ngang 1m22 và chiều sâu của tác phẩm là 35 và tất nhiên là một tác phẩm đẹp như thế này thì chắc chắn sẽ là độc tứ diện các bác nhà mình nhá và hẹn gặp các bác ở video giới thiệu uh, siêu phẩm tiếp theo ạ